Chào các bạn, các cụ có câu 30 chưa phải là Tết. Câu nói này có nhiều dụng ý lắm các bạn ạ. Tuy nhiên, năm Tân Sửu không có 30 tháng Chạp mà chỉ có 29 thôi. Và hôm nay là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu, tức là ngày cuối năm, là ngày Tết, tất niên. Mình sẽ làm video cuối cùng về cây vải của năm Tân Sửu. Thì như chúng ta biết rồi, năm nay là một năm có thời tiết không thuận. Tuy nhiên trong các video mình chia sẻ thì các bạn lại là nhắn tin là năm nay cột điện còn ra hoa. Thì các bạn lại kêu là không ra hoa. Thì theo ý kiến của mình chốt là năm nay là một năm mất mùa nhé. Mình căn cứ vào thời tiết để mình nói, bởi vì cây vải nó phụ thuộc thời tiết rất là lớn, có thể gọi là 100% cũng đúng hơn. Và thời tiết năm nay rất là bất thuận. Tuy nhiên gần đây thì nhiều bạn chia sẻ là vải báo hoa đến 100%, rất là nhiều, rất đẹp. Thì cái đợt ra hoa hay báo hoa vừa rồi, hay điểm hoa như mình vừa nói, chính là do cái đợt nắng ấm vừa rồi. Còn điểm báo đó, nó mới là điểm thôi, mới là báo thôi các bạn ạ. Còn sau nó ra hoa hay không, hoặc ra hoa rồi, sau có thành quả không, đó lại là một vấn đề. Chính vì như vậy mình làm video này, gọi là video cuối cùng. Nếu như cơ hội, thì thời gian ấm mấy hôm nọ chúng ta đã làm. Còn hôm nay Tết, mưa rét từ hôm 27, dòng giã ít nhất đến mùng 6 là chúng ta rét các bạn ạ. Rất đậm, rất hại. Còn cơ bản trong tháng riêng là rét đậm, rét hại nhiều. Như thời tiết cơ bản mình sẽ nói ngắn gọn về hôm Tết như sau. Từ 27 đến mùng 6 là chúng ta rét và mưa ẩm như bây giờ. Nhiệt độ bây giờ chắc là khoảng 10 độ thôi, 11 độ, 12 độ, dưới 13 độ, gọi là rét hại. Còn từ giờ mùng 6 đều như thế. Mùng 7, mùng 8, mùng 9 hơi hẳn lên. Thì cơ bản những hôm đấy, cơ bản chúng ta cũng chơi xong Tết, các bạn có làm gì thì làm trong mấy hôm đấy. Còn mấy hôm nay Tết rồi chúng ta ở nhà cho làm gì nữa. Chẳng qua mình ra vườn mà quay video chia sẻ với các bạn thôi. Vậy thời tiết từ giờ trong tháng riêng cơ bản là ẩm rét. Sang tháng 2 chúng ta bắt đầu nắng ráo đẹp đẽ. Vậy là vải các bạn nếu ra hoa đẹp rồi, báo hoa rồi. Nhưng sang tháng riêng là thời tiết ẩm và rét. Nó không thuận lợi cho ra hoa, không khéo hoa đó chúng ta bị thui, bị hỏng nếu chúng ta không chăm sóc không tốt. Vậy thứ nhất là ra hoa chưa hẳn đã là đậu được quả và có kết quả tốt. Còn vải chúng ta mà chưa ra hoa, chưa điểm hoa, chưa báo hoa hay chưa có dấu hiệu gì thì cái vải đó khó ra hoa lắm. Bởi vì chúng ta biết rồi, cây vải ủ hoa nó cần thời tiết hanh khô giá rét. Hanh khô giá rét là ban ngày thì nắng, ban đêm thì giá, tức là nó không có mây, không mây mù. Thế gọi là hanh khô giá rét trời. Bởi vì làm sao? Bởi vì một ngày mà nó không có mây ấy, là ánh nắng mặt trời nó soi thẳng xuống trái đất. Nó làm cho ban ngày trời nắng, nóng lên. Nhưng vì nó không có mây, cho nên trái đất không giữ được nhiệt, nó thoát hơi. Cho nên nó trở nên ban đêm nó giá rét. Đấy là cái điều kiện thuận lợi cho cây vải ra hoa. Ban đêm giá rét, ban ngày lại nắng ấm, nó ra hoa rất đẹp. Nhưng bây giờ không phải giá rét như vậy, mà bây giờ chúng ta là rét ẩm. Còn trong cây vải ra hoa, nó cần nhiệt độ khoảng 19-24 độ, giống như mấy hôm nọ trời ấm đấy, từ 26 trở về. Cho nên mấy hôm đấy vải ra hoa đồng loạt, chính là thời tiết thuận lợi cho cây vải ra hoa ấm, áp. Còn rét này, trong tháng riêng này, không phải nhiệt độ thuận lợi cho cây vải ra hoa. Vậy thứ nhất, vải chúng ta ra hoa rồi, thì sang thời gian tháng riêng, thời tiết bất thuận, ẩm, âm u, giá rét, không thuận lợi cho ra hoa, cho nên hoa đó có thể hỏng. Vải chúng ta chưa ra, thì nó khó ra. Sang tháng 2 thì quá muộn. Nhưng các bạn trên vùng cao thì các bạn có ưu điểm hơn. Bởi vì sang tháng 2 trời khô ráo thì các bạn mới đến thời vụ ra hoa. Còn với mình là không còn cơ hội nữa. Đấy. Cho nên cách làm của mình như nào? Mình đã chia sẻ từ trước. Tranh thủ mấy hôm ấm chúng ta kích thật mạnh vào cho vải chúng ta ra. Khi vải chúng ta ra rồi chúng ta bón phân chăm sóc. Thuốc sâu, thuốc bệnh ổn định thì cái vải mình nó giữ được hoa đó. Thì chúng ta sẽ ổn. Nhưng cơ hội đã qua. Còn bây giờ các bạn mà muốn làm gì thì chỉ dành mùng 6, mùng 7, mùng 8 được mấy hôm mới trời lại khô ráo chúng ta lại phải làm. Còn không làm nữa là chúng ta mất cơ hội. Thế thôi các bạn nhé. Còn vải mình bây giờ đã ra hoa thì thời tiết ẩm ấm như này, ẩm giá rét như này thì ra hoa kèm lộc thì như mình thì chủ yếu mình vẫn dùng sản phẩm NPK dầu kali, mình vẫn dùng cái 7544 mà thôi. Đơn giản như vậy. Còn sang riêng ấm áp thì vải mình chưa phun nước sâu thì mình vẫn phun nước sâu thuốc bệnh.
Còn các bạn chăm sóc bón phân nào là việc của các bạn nhé. Bây giờ mình quay một số cây vải trên ngọn, các bạn xem thử. Mình quay luôn cái vải này xong mình quay luôn cả vườn vải nhà mình các bạn xem nhé. Các bạn đã nhìn thấy cái vườn vải nhà mình. Giờ một số bạn còn chia sẻ là cột điện cũng ra hoa. Một số bạn chia sẻ không làm gì cũng ra hoa. Thì một số bạn lại... Quan trọng là các bạn nhiều video các bạn hỏi mình. Nhiều video các bạn lại nói như vậy. Thì mình chẳng hiểu các bạn nghĩ gì. Còn các bạn muốn không làm gì cũng ra hoa. Mình cũng có các bạn ạ. Đây bây giờ mình mời các bạn đi xem ngay. Cái sản phẩm không làm gì của nhà mình nó cũng ra hoa. Tuy nhiên con người mình không làm. Nếu chúng ta chẳng làm gì thì không khéo bây giờ chúng ta đang ngồi trên ngọn cây. Không may chúng ta bị hổ, báo, chăn, thậm chí cái đại bàng nó ăn thịt. Con người chúng ta phải làm thì chúng ta mới có ngày hôm nay. Chúng ta biết sử dụng hòn đá, giữ lửa, rồi biết dùng đồ đồng, đồ sắt, rồi biết vi tính, viễn thông. Mới có điện thoại để chúng ta xem. Chứ chúng ta không làm gì thì chúng ta vẫn hái quả trên cây. Bị con trăn, con rắn, con đại bàng, con hổ, con báo, sư tử nó làm thịt. Các bạn ạ. Cho nên chúng ta phải làm, con người mình khác con vật chính như thế. Đây. Chính là nhà mình không làm gì đây. Những chỗ nào mình không làm gì, quả ra rất sai. Đấy không làm gì đây, hoa đây, hoa quả. Không làm gì vẫn có quả các bạn ạ. Cái này là bưởi da xanh nhưng mình gọi là bưởi da cóc các bạn ạ. Có làm gì đâu, lá chẳng có nhưng quả rất sai nhé. Chưa bao năm nào mất mùa mới có cây bào này. Nhưng quan trọng là cái hiệu quả của nó. Vải rừng ấy, vải đồi, khu trường bắn, vải bộ đội, người ta chẳng làm gì đâu, chẳng tỉa chẳng tót. Vải trường học năm nào cũng hoa, hoa say chịu nhưng quả có thành gì không. Nhưng quan trọng là các bạn vừa video trước các bạn hỏi mình. Còn chúng ta không làm thì không thể có hiệu quả được. Chúng ta phải làm như thế nào? Tìm ra biện pháp nào? Chứ cột điện ra hoa các bạn nhìn cái vườn bên cạnh mình như đấy. Đỏ au. Ra đấy mà cột điện ra hoa. Năm nay không mất mùa. Mình không tin. Thời tiết không có một chút thuận lợi nào cho vải ra hoa. Cái vải ra hoa nó cần nhiệt độ. Hanh khô giá rét. Như là ấm áp. Bây giờ lại ẩm ấm như này. Ẩm và lạnh như này thì ra sao được. Nó không có điều kiện thuận lợi nào chứ ra hoa. Hoa ra chúng ta còn thui. Chứ nói thì nói chuyện bảo là vải ra nó có điện có ra hoa. Các bạn chỉ nhắn tin nói cho sướng thôi. Cho sướng miệng. Cái vải mình đây. Lộc hồng nhá. Lồng non trẹt. Cái hoa đây. Thôi mình dừng video nhé. Thôi cuối video mình có một chút nó không hay lắm. Mong các bạn thông cảm. Thì cuối video. Thì cũng là video cuối cùng của năm cũ. Cho mình gửi lời chúc tới tất cả các bạn và gia đình. Sang một năm mới luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Đặc biệt chúng ta cùng nhau làm vải. Tìm ra những phương pháp nào làm được cây vải nó ổn định, đẹp, bán được nhiều tiền, ra hoa, tốt. Để sang năm chúng ta
kiếm nhiều tiền hơn, đặc biệt hy vọng là vụ mùa năm 2022 này chúng ta không bị ảnh hưởng bởi Covid, hoặc là không bị ngăn sông cấm chợ, buôn bán được thoải mái để thương gia thương nghiệp họ đến mua vải Trung Quốc họ sang mua, cửa khẩu thông thoáng, nhà nước tạo mọi điều kiện cho anh em dân chúng ta làm vải để chúng ta tiếp tục kiếm tiền và có niềm hy vọng. Cảm ơn các bạn xem video.